Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một con thiết bị gateway về smart home, đó là của hãng Soar, kết nối các thiết bị thông minh qua sóng Zigbee. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy Zigbee Bridge. Con này có tác dụng kết nối các thiết bị thông minh trong nhà cùng điều khiển qua app điện thoại. Thông qua con này cũng có thể cảm biến khói, cảm biến ánh sáng và một số cảm biến khác ở trên trong tích hợp trong hệ thống trong nhà. Hôm nay mình sẽ giới cách mình thử tháo này ra xem bên trong có bộ phận gì nhé, để các bạn có thể nắm được nguyên lý và hoạt động của con Smart Home này. Ok, đây mặt trước thì nó có một cái cổng USB. Cổng này là cổng cấp điện vào 5V, một nút, chắc mình nghĩ là nút reset, hai đèn báo. Ok, mình quá trình tháo lắp thì mình đã tháo ra từ sẵn rồi. Đây, mặt sau nó có như này, mình có thể zoom to lại cho các bạn xem nhé. Đây là schematic của sơ đồ mạch PCB của thiết bị thông minh Zigbee. Đây mặt sau của nó, Zigbee Bridge. Đây là các điểm tiếp point để mọi người có thể, để khi sản xuất số lượng lớn ấy, thì các nhà máy có thể test được chức năng của sản phẩm này. Đây, 5V cấp nguồn đất, 3,3V và số chức năng khác. Ok, rồi mình tháo mặt trước cho các bạn xem nhé. Đây là mạch của Smart Home, gồm các khối như sau: khối cấp điện đầu vào, đấy, các bạn có thể thấy thông qua một con micro USB, điện 5V có thể được chuyển xuống 3,3V qua con IC này. Mình lấy cái giúp cho các bạn dễ hình dung. Đây con IC. IC này chuyển từ 5V xuống 3,3V này. Một nút nhấn tín hiệu, nút nhấn tín hiệu là do sẽ có người lập trình. Mình đoán là nút reset và nút gì đấy. Một con này là con module kết nối Zigbee. Giống con SP8266 vậy, nhưng là nó sẽ bắt sóng Zigbee, dùng bắt sóng Zigbee chứ không bắt sóng Wi-Fi như con SP. Nó cấu trúc kiểu chân với sóng tương tự thôi. Đây là con IC Zigbee. Đây con thạch anh của IC này, và đường này đường anten nhé, mọi người thấy đường anten không? Đi đây, đây là đám phù hợp trở kháng này. Con đây 1, 2, 3, con này là phù hợp trở kháng đi qua con tư anten. Con tư sẽ vẽ ra anten, anten đây là anten vẽ như trên mạch nhá, trên mạch nhá. Đây anten chỗ này, đây là đường là anten. Thì tiếp theo là khối đây, đây là SP8266 này, đây là khối SP8266 này kết nối wifi. Con này thì đây có thạch anh của nó, và hai con IC này nó một con này con flash dùng để lưu trữ dữ liệu, và con này con EEPROM mình đã tra thì cũng để lưu trữ dữ liệu. Hai con này dùng để bổ nhớ đọc ghi giống như kiểu RAM ấy, nhưng mà con này có thể ghi khi mất điện thì không, khi mất điện thì dữ liệu không bị mất đi. Hai con này còn ghi cái gì thì bên lập trình nó sẽ làm vào. Đấy, về sơ qua còn hai cái đèn, đây là hai cái đèn nhá, đèn báo hiệu nhá, các bạn có thể nhìn thấy đây là anten này, anten của SP8266 thì nối luôn trên mạch luôn. Khi bạn thiết kế anten ấy thì
thì phần mà người ta sẽ không phủ 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 đậu phủ đất ấy, xung quanh anten đâu, bởi vì nó sẽ gây anten sẽ có bức xạ có thể gây làm nhiễu tín hiệu các tín hiệu khác, nên là bình thường nên người ta vẽ anten thì người ta chỉ vẽ các đường anten thôi chứ không phủ đất xung quanh anten nhé. Các bạn lưu ý điều này khi vẽ mặt cao tần. Đấy, đây là một số logo. Cái logo này thì sau trong khoa học thiết kế ALTU mình sẽ cách hướng dẫn các bạn cách thêm logo vào trong file PCB của mình nhá. Đấy. Nói chung mạch khá là đơn giản, không không có gì phức tạp cả. Chuẩn kết nối giữa EFP8266 ấy, giữa con IC-EFP8266 với hai con một con EF Perom với một con flat và là chuẩn IHC. Một là chuẩn IHC và một chuẩn là chuẩn QFBI. QFBI thì các bạn có thể tự tìm hiểu nhé. Và IC các bạn tìm hiểu. Cái đấy thì mình lên mạng mình có thể search là ra luôn. Nó nguyên lý như thế nào và kết nối như nào. Đây một mạch đơn giản. Đây, mà sau. Sau thì các điểm test point thì mình test. Ok. Mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem. Nút bấm và connector. Đây đường anten nhé các bạn, mình để như này cho dễ sát cho dễ nhìn đường anten nhé. Đấy. Đây các bạn nối via nhá. Nối via người ta sẽ bọc xung quanh, bọc đây chỗ này nó không phủ đồng này, à phủ đồng này. Và via sẽ đóng rất là đóng xung quanh cái đường anten này luôn để chống nhiễu cho mạch luôn. Các bạn chú ý khi tên cái thiết kế anten và cao tần nhé. Đấy, cái lỗ nhỏ nhỏ là lỗ via. Lỗ via người ta sẽ phủ solo mask lên. Đây, đây đường anten của module ZigBee. Đấy, các bạn thấy không? Đường anten giống thiết kế cũng giống đường anten của FP8266. Ok, thì quá trình review mạch của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và để subscribe cho mình nhé. Mình cảm ơn.